Quý vị thân mến, mặc dù còn nhiều dấu hỏi xoay quanh thân thế của một vị hoàng đế Trung Hoa được lịch sử ghi nhận mang quốc tịch nước ngoài này, nhưng người ta không thể phủ nhận một khả năng rất lớn rằng ông là người mang dòng máu Đại Việt, từng đánh bại quân Nguyên và ngồi trên ngôi hoàng đế trong vỏn vẹn 3 năm. Ông là ai? Hãy cùng tìm hiểu trong video này của chúng tôi. Hậu duệ nhà Trần của Đại Việt trở thành hoàng đế Trung Quốc gây chấn động lịch sử. Vị vua đầu tiên của triều Trần là Trần Thái Tông, trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư được ghi nhận là bậc khoan nhân đại độ, có lượng đế vương, cho nên có thể sáng nghiệp truyền dòng, lập dựng kỷ cương chế độ nhà Trần thực to lớn vậy. Đa phần những người con của ông cũng đều là những danh nhân hiển hách như Trần Hoảng tức Trần Thánh Tông, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Chiêu Ân Vương Trần Nhật Duật v.v. Ngay cả công chúa An Tư với thân phận như hạt mưa sa vì vận nước phải bỏ mình để lấy thoát hoan cũng được người đời sau thương cảm và ca tụng. Tuy nhiên, có một người con của Trần Thái Tông đã bị muôn đời tẩy chay và khinh khi dù rất tài hoa và thông minh, đó là Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Tương truyền, trước khi Trần Ích Tắc ra đời, vua cha Trần Thái Tông đã nằm mộng thấy thần ba mắt từ trên trời xuống và nói: "Thần bị thượng đế của trách xin thác sinh làm con vua, sau lại trở về phương Bắc." Trần Ích Tắc sinh năm 1254, tức là sau khi Thuận Thiên Hoàng hậu mất vào tháng 6 năm 1248. Trong số các con của Trần Thái Tông, hình như chỉ có Chiêu Đạo Vương Trần Quang Sường là anh em cùng mẹ với Trần Ích Tắc. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật sinh sau Trần Ích Tắc một năm, nhưng hai người không phải là anh em cùng mẹ với nhau, hay ít nhất là cũng không thấy ghi trong chính sử về việc hai người là anh em cùng cha cùng mẹ. Cũng theo lời kể của dân gian, vua Trần Thái Tông khi nhìn Trần Ích Tắc mới sinh ra, giữa trán có vết lờ mờ như hình con mắt, vóc dáng lại hao hao giống người trong mộng, nên cũng lấy làm lạ. Tuy nhiên, có lẽ ông lúc còn sống cũng không hiểu hết ý của lời tâu trong mộng về việc sau lại trở về phương Bắc. Cũng phải nói rằng, ở thời điểm năm 1254, Trần Thái Tông là ông vua rất tin vào các điềm được báo trong mộng. Cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mô tả về Trần Ích Tắc như sau: "Thông minh hiếu học, thông hiểu kinh sử, lục nghệ, văn chương nhất đời. Dù nghề vặt như đá cầu, đánh cờ, không nghề gì không thông thạo. Từng mở học đường ở bên Hữu Phủ Đệ, tập hợp văn sĩ bốn phương cho học tập, cấp cho ăn mặc, đào tạo thành tài như bọn Mạc Đĩnh Chi ở Bàng Hà, Bùi Phóng ở Hồng Châu v.v. gồm 20 người đều được dùng cho đời." Tuy nhiên, khi Huệ Túc Phu Nhân xem lá số cho Hoàng Thân Quốc Thích nhà Trần đã nói với vua Trần Thái Tông rằng: "Thiếp xem tử vi cho các thiếu niên trong hoàng tộc, thấy họ đều là các vị anh hùng xã tắc mai sau. Sự nghiệp của Quang Khải, Quốc Tuấn mai sau rực rỡ vô cùng. Số của Quốc Tuấn là số của một vị anh hùng, là bậc thánh nhân, chắc không có việc tạo phản đâu. Trong số các vị thái tử, thiếp chỉ lo có số của đệ tứ thái tử Trần Ích Tắc, thông minh, nhưng sau này hình khắc lục thân trôi nổi." Điều này được ghi chép trong cuốn Đông A Di Sự. Trần Ích Tắc là hoàng tử thứ 5 của vua Thái Tông, nhưng lại được Huệ Túc Phu Nhân gọi là đệ tứ vì bà không tính con của bà Thuận Thiên với anh ruột của vua là hoàng tử Trần Quốc Khang. Tháng 5 năm 1967, khi Trần Ích Tắc đã ở tuổi 13, thì được anh trai lúc này đã lên ngôi vua là Trần Thánh Tông phong cho làm Chiêu Quốc Vương. Là một ông vua trọng chữ, Trần Thánh Tông rất muốn tôn vinh những người hay chữ như hoàng đệ Trần Ích Tắc. Ông cũng là người bắt đầu đưa các nho sĩ văn học vào các chức vụ quan trọng có thực quyền trong triều đình. Dưới trướng một ông vua như thế, Trần Ích Tắc đã được tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi để rèn giũa tài năng trên mặt trận tinh thần. Chính vì thế, khi mới 15 tuổi, Trần Ích Tắc đã được ghi nhận là thông minh hơn người, lầu thông kinh sử và các thuật. Phủ đệ của Chiêu Quốc Vương được người đương thời đánh giá là nơi hào hoa phong nhã bậc nhất kinh thành, dù không hẳn đã là rộng nhất. Nhưng từ thuở thiếu niên, những tật xấu có lẽ là thiên bẩm cũng bắt đầu bộc lộ ở Chiêu Quốc Vương, đó là thói kiêu căng và ham muốn dành cho mình quyền lực tuyệt đối, tranh đoạt ngôi trưởng đích. Trong thâm tâm, Trần Ích Tắc không mấy phục người anh cùng cha khác mẹ đang làm vua, vì ông ta cho rằng chính ông ta mới là tài năng xuất chúng trong số những người con của vua Trần Thái Tông. Cộng thêm vào đó là những đam mê, mọi sự phù hoa cám dỗ, dễ khiến lòng nam nhi trở nên hèn yếu. Chính những ham muốn đen tối đó về sau đã đẩy Trần Ích Tắc vào con đường phản quốc.
Trong khi hoàng tộc nhà Trần hầu như ai cũng giỏi võ nghệ vì kế thừa phái võ Đông A từ thời Trần Tự Viễn. Ngược lại thì Trần Ích Tắc lại không thích võ thuật, thay vào đó là tài văn chương, giỏi nhất trong các hoàng tử. Ích Tắc lấy thế mạnh của mình để chê bai huynh đệ chỉ là bậc võ biền. Nhưng Trần Ích Tắc là kẻ sinh nhầm thời. Khi quân Nguyên đánh bại nhà Tống, chuẩn bị xâm lược Đại Việt, trong tình thế giang sơn nguy cấp, kẻ hay văn không trọng bằng kẻ giỏi võ. Các võ tướng, hoàng tử giỏi võ đều xông pha trận mạc, giết giặc, còn Trần Ích Tắc lại chỉ giỏi văn, còn như võ thuật hay cách bày binh bố trận đều không am tường, nên trở thành kẻ thất thế khi đất nước lâm nguy. Vị thế tự nhiên bị lu mờ trong hoàn cảnh đất nước chỉ cần võ tướng, tâm cơ Trần Ích Tắc nổi lên. Cuối năm 1284, quân Nguyên Mông tràn vào xâm lược nước ta lần thứ hai, khi đó vua Trần Nhân Tông đã được ở ngôi 6 năm. Thế giặc như trẻ tre, kinh thành Thăng Long thất thủ, quan quân ta bỏ chạy, vô số chiến binh của ta bị giặc bắt và chém chết vì chúng thấy trên tay các anh hùng này ai cũng khắc dòng chữ sát thát đầy phấn khích. Trong khi nhiều anh hùng võ tướng không ngần ngại xông pha chiến trận thì cũng có kẻ tâm địa hèn kém bán nước cầu vinh. Ích Tắc đem cả gia đình đi hàng giặc, được đưa về Trung Quốc và được Hốt Tất Liệt phong làm An Nam quốc vương và chờ ngày đưa trở về nước. Có người nói rằng Trần Ích Tắc tham lam, cũng có người nghĩ ông ta hèn nhát sợ giặc. Nhưng có lẽ phần nhiều là vì tâm tật đố kỵ. Thế nhưng mộng lớn không thành khi quân Đại Việt dưới sự chỉ huy của quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo đã khiến quân Mông Nguyên hai lần kinh sợ. Quân Nguyên thua trận, Trần Ích Tắc mang theo con trai trưởng sinh năm 1275 là Trần Hữu Thành cùng gia đình đến ở Ngạc Châu, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, giữ chức quan Hồ Quảng Bình Trương Chính Sự. Nhưng nếu nhìn lại điềm báo trong giấc mơ của vua Trần Thái Tông với Trần Ích Tắc thì phải chăng đây cũng là định mệnh? Dự báo của Huệ Túc Phu Nhân khi xưa nói rằng số của đệ tứ thái tử Trần Ích Tắc thông minh nhưng sau này hình khắc lục thân trôi nổi, coi như đã ứng nghiệm với hoàn cảnh của Ích Tắc hiện giờ. Sống kiếp lưu vong đất Bắc, Trần Ích Tắc có được thêm người con thứ đặt tên là Trần Hữu Lượng, nhưng đến đây có sự mâu thuẫn trong sử sách nhà Minh và Đại Việt. Sử sách nhà Minh ghi chép Trần Hữu Lượng sinh ở Hồ Bắc trong một gia đình đánh cá có cha tên là Trần Phổ Tài. Ông Nguyên là họ Tạ, nhưng vì tổ tiên là ở họ Trần nên đổi sang họ Trần. Sau khi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương bình định xong Vũ Xương, có phong cho Trần Phổ Tài làm thừa ân hầu, con thứ của Trần Hữu Lượng làm Quy Đức Hầu. Theo các bộ sử Việt còn lại ngày nay như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Sử Tiêu Án của Ngô Thời Sĩ, Đại Nam Thực Lục, Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ cùng gia phả nhà Trần để lại, có những ghi chép về Trần Hữu Lượng chi tiết và rõ ràng hơn. Tuy vậy lại trái ngược với sử sách nhà Minh. Các bộ sử Việt khác như Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục đều có nhắc đến Trần Hữu Lượng gắn với các sự kiện, đặc biệt là ghi chép về sự kiện Trần Hữu Lượng hai lần muốn được liên minh với Đại Việt. Sử sách Đại Việt ghi chép Trần Ích Tắc có người con là Trần Hữu Lượng ở Hồ Bắc. Khi ông qua đời, con cả là Trần Hữu Thành thay cha dạy em Trần Hữu Lượng. Vì vậy, mọi chuyện cha mình làm trước kia, Trần Hữu Lượng đều không hay biết, nhưng nguồn gốc từ nhà Trần của Đại Việt thì Trần Hữu Lượng lại rất tỏ tường. Trần Hữu Lượng biết gốc gác mình, lại biết cụ tổ Trần Tự Minh thuộc nhóm tộc người Bách Việt ở vùng Mân Việt, nay thuộc Phúc Kiến, Trung Quốc, theo dòng người Bách Việt xuống phía Nam giúp vua An Dương Vương. Cụ tổ Trần Tự Minh cùng Cao Lỗ từng là vị tướng tài ba của An Dương Vương. Hai người là những võ tướng trụ cột và nhiều lần giúp sức đắc lực cho An Dương Vương đánh bại quân Triệu Đà. Lúc bấy giờ ở Trung Quốc nổi lên nhiều cuộc khởi nghĩa chống quân Nguyên, trong gương đất nước nhỏ bé như Đại Việt từng ba lần đánh bại quân Nguyên. Trần Hữu Lượng âm thầm khổ luyện theo cuốn sách Đông A Võ Phái của cụ tổ là Trần Tự An. Năm 1354, Trần Hữu Lượng giấy quân khởi nghĩa chống quân Nguyên. Nhớ lại gốc gác nhà Trần ở Đại Việt của mình, ông cho người sang gặp vua Trần Dụ Tông, tỏ ý mong muốn cầu hòa. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép rằng Giáp Ngọ, Thiệu Phong, năm thứ 14, mùa xuân, tháng 2, quan Trần giữ biên giới phía Bắc cho chạy trạm, tâu việc Trần Hữu Lượng nước Nguyên, giấy binh, sai sứ sang xin hòa thân. Hữu Lượng là con Trần Ích Tắc. Sách Việt Sử Tiêu Án có ghi là Trần Hữu Lượng khởi binh ở Giang Châu, sai sứ giả sang nước ta xin hòa. Hữu Lượng là con của Ích Tắc, cuối đời Nguyên, cùng vua Minh Thái Tổ khởi binh.
Tuy nhiên, từ khi Trần Ích Tắc sinh phản Trắc chạy theo giặc về đất Bắc, nhà Trần tuy không đổi họ nhưng cũng không công nhận là dòng tộc nữa, nên đã từ chối hòa thân. Việc Trần Hữu Lượng mới khởi binh đã muốn hòa thân với nhà Trần cho thấy nhiều khả năng ông ta biết mình là tôn thất với vua nhà Trần. Nếu không có quan hệ gì với nhà Trần thì một người lúc mới khởi binh chẳng thân thích quan hệ gì, có gì mà lại dám hòa thân với nhà Trần. Nhà Trần đương nhiên cũng chẳng có lý do gì để hòa thân với một tên xa lạ người đất Bắc. Sự việc Trần Hữu Lượng tham gia khởi nghĩa cũng được ghi chép trong cuốn Gia Phả của hậu duệ Trần Quốc Toản là Viêm Phương Trần Tộc Lưu Phả. Theo đó, quân khởi nghĩa của Trần Hữu Lượng có hậu duệ Trần Quốc Toản theo rất đông. Nhiều ghi chép lịch sử hợp lại thì đã cho thấy Trần Hữu Lượng có khả năng chính là hậu duệ nhà Trần. Vì hậu duệ Trần Quốc Toản chỉ theo Trần Hữu Lượng, trong khi thời đó có rất nhiều cuộc khởi nghĩa chống quân Nguyên khác còn mạnh hơn. Nếu Trần Hữu Lượng thật sự là con của Trần Ích Tắc thì hậu duệ nhà Trần đã thành vua đất Bắc. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép: Canh Tý, Đại Trị năm thứ 3, 1360, Nguyên Chí Chính năm thứ 20, tháng 6, nước Nguyên loạn, Trần Hữu Lượng tiếm xưng đế, đặt quốc hiệu là Hán, đổi niên hiệu là Đại Nghĩa, đánh nhau với Minh Thái Tổ. Quan trấn thủ biên giới phía Bắc là Hoàng Thạc cho chạy trạm tâu rằng: Minh và Hán đánh nhau ở Long Châu bằng tường, bọn Thạc nhân việc họ tranh nước với nhau thu được hơn 300 người. Quân Chu Nguyên Chương không mạnh bằng quân Trần Hữu Lượng, nhưng ông ta lại có được vị quân sư lừng danh trong lịch sử là Lưu Bảo Ôn. Người Trung Quốc vẫn có câu rằng: Vạn thế quân sư Gia Cát Lượng, nhất thống thiên hạ Lưu Bá Ôn. Khi đại binh của Trần Hữu Lượng hừng hực xông đến, quân tướng của Chu Nguyên Chương nhiều người rất hoảng sợ, hàng ngũ rối loạn, tinh thần sa sút. Trong tình thế cấp bách, quân tướng rối loạn mà lại nhìn thấy Lưu Bá Ôn vẫn lặng thinh, đoán biết ông ta có diệu kế nên liền bàn riêng với quân sư. Chu Nguyên Chương đã mời Lưu Bá Ôn vào phòng riêng rồi hỏi: Địch đã tới gần, tiên sinh có cao kiến gì chăng? Lưu Bá Ôn đáp rằng: Kẻ địch kiêu ngạo thì nên dụ địch vào sâu rồi dùng phục binh tiêu diệt. Sau khi bàn tính, Chu Nguyên Chương sai bằng hữu trước đây của Trần Hữu Lượng là Triệu Khang Mậu Tài dẫn dụ, lại sai Lão Bộc mang thư đến cho Trần Hữu Lượng nói cứ đưa quân đánh vào thành Ứng Thiên, còn mình sẽ làm nội ứng ở cửa thành vào bắt Chu Nguyên Chương. Trần Hữu Lượng nghe tin lấy làm vui mừng nhưng cũng vẫn còn nghi vấn, nên gặng hỏi Lão Bộc đưa thư nhiều điều, nhưng lão này đều trả lời rất trôi chảy. Trần Hữu Lượng vẫn làm theo nhưng dẫn quân rất thận trọng vì còn nhiều nghi ngờ. Tuy nhiên, đến cầu Giang Đông thì quân Trần Hữu Lượng vẫn bị rơi vào trận địa của địch, thiệt hại nhiều không kể xiết. Trần Hữu Lượng nhờ các tướng hộ vệ lên thuyền nhỏ mới chạy thoát. Năm 1361, Chu Nguyên Chương tiến đánh Giang Châu, có sự hỗ trợ của quân sư, Chu Nguyên Chương thắng trận, Trần Hữu Lượng phải cho rút quân về Vũ Xương. Biết mình thất trận bởi mưu kế của Lưu Bá Ôn, Trần Hữu Lượng đã nói rằng: Dưới tay ta thiếu một mưu sĩ như Lưu Bá Ôn, sau này kẻ tiêu diệt ta chắc chắn chính là Bá Ôn rồi. Chả lẽ ý trời nghiêng về Chu Nguyên Chương nên mới sai Bá Ôn tới trợ giúp đó chẳng? Sử sách sau đó cũng đề cập đến việc xin hợp quân với nhà Trần của Trần Hữu Lượng. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi: Tân Sửu, Đại Trị năm thứ 4, 1361, Nguyên Chí Chính năm thứ 21, tháng 2. Minh Thái Tổ đánh Giang Châu, Trần Hữu Lượng lui giữ Vũ Xương, sai người sang ta xin quân cứu viện, vua không cho. Theo Minh Sử, các cuộc giao tranh giữa Trần Hữu Lượng và Chu Nguyên Chương sau đó đều bất phân thắng bại. Năm 1363 diễn ra trận chiến trên Hồ Bà Dương, quân của Trần Hữu Lượng có 60 vạn, Chu Nguyên Chương có 20 vạn. Sức mạnh vượt trội đã giúp quân của Trần Hữu Lượng giành được chiến thắng sau 3 ngày đại chiến dữ dội. Tuy nhiên, khi thấy các thuyền của Trần Hữu Lượng đều to lớn và sát nhau, Chu Nguyên Chương theo lời quân sư đã dùng hỏa công lật ngược được thế cờ. Trần Hữu Lượng bị tử trận trong cuộc chiến này. Trần Hữu Lượng mất, con là Trần Lý lên nối ngôi, lấy niên hiệu là Đức Thọ. Năm sau, Chu Nguyên Chương đưa quân đến thành Vũ Xương đánh bại Trần Lý, chính thức đánh bại triều đại do Trần Hữu Lượng dựng lên. Dù vương triều của Trần Hữu Lượng chỉ tồn tại vài năm ngắn ngủi, nhưng nếu như theo Sử Việt ghi chép thì đã có một hoàng đế Trung Hoa mang dòng máu Đại Việt. Quý vị thân mến, tính từ khi Ngô Quyền đại thắng Bạch Đằng, lập ra nhà Ngô năm 939 đến nay, đây là lần duy nhất Đại Việt bị mất quyền tự chủ bởi phương Bắc. Quân Minh tàn sát nhân dân, vơ vét của cải, bắt người tài, đốt tài liệu quý của ta.
như Hồ Nguyên Chừng là nhân tài người Việt đã bị quân Minh bắt về phục vụ cho chúng. Một số nhà nghiên cứu tiếc nuối cho rằng, nếu vua Trần Dụ Tông đồng ý liên minh với Trần Hữu Lượng, thì nhiều khả năng Trần Hữu Lượng sẽ thống nhất Trung Hoa, lập nên triều đại vững mạnh, không phải chỉ vài năm ngắn ngủi, có thể là hàng trăm năm. Hai triều đại nhà Trần của hai nước sẽ tương trợ lẫn nhau và khả năng cũng sẽ không xảy ra cái họa Hồ Quý Ly cướp ngôi, Đại Việt cũng không bị xâm chiếm đô hộ bởi nhà Minh. Lịch sử quả thật đã có thể đi theo một chiều hướng khác.